Xin chào các bạn, xin chào tất cả các anh chị. Trời nóng quá mọi người, trời nóng quá. Hôm nay được một cơn mưa nhỏ đây này, mụn khắp mọi nơi luôn, quá nóng luôn. Bản thân công việc hơi nhiều, người lại nóng nữa. Sửa lại cái ghế tí này. Ui dạ. Đấy. Thì hôm nay Hùng quay lại với các bạn một cái vấn đề. Đó là vấn đề mà các bạn có thể là đi vay mượn, hoặc là có thể là bị hại, không vay không mượn gì hết. Đùng cái ở trên trời rớt xuống một cái khoản tiền thì rồi bị đăng hình đăng ảnh thì trong cái mới ăn xoài xong rồi chua quá không? Trong cái đâu rồi, trong đây có một cái bạn là một bạn là đang nhờ mình xử lý, thì chưa kịp xử lý gì thì bạn ấy bị mấy cái đối tượng mà xấu đấy các bạn đăng hình đăng ảnh lên. Đấy, thì các bạn này thì nói thẳng với các bạn, các anh chị là không hề vay luôn. Không vay, không mượn gì hết. Nhưng mà lại bị người khác làm giả hồ sơ hoặc là như thế nào đó. Bây giờ dính một cái khoản vay ở trên hệ thống của thằng FE đấy. Thì bây giờ thì có một vài đối tượng nhằm áp lực cho cái bạn này để bạn này trả tiền. Bởi vì là về vấn đề pháp luật thì bạn này đã chứng minh được mình đúng rồi, nhưng mà bị mấy đối tượng này đăng hình đăng ảnh. Thì mình sẽ cho các bạn coi và để các bạn có cái hướng xử lý nếu mà các bạn gặp trường hợp này nhá. Đây, để mình quay lại. Đây. Đây là cái hình này. Đấy. Thì mấy cái đối tượng này tự xưng là công ty đòi nợ toàn quốc. Đấy, có dấu đô, một cái đô la, dấu đô la này. Để làm cái khẩn cấp, thông báo khẩn cấp này. Truy tìm đối tượng chuyên lừa đảo. À, đây. Đây mình báo cái bạn này số điện thoại của cái thằng thằng mà đi truy tìm này tên là Hùng luôn. Số điện thoại là 0878 946 422. À đấy. Thì nó đăng lên đây, đấy nó truy tìm. Tôi nhìn thấy cái hình ảnh này tôi đấy thấy là sai rồi, nào sai rồi. Các bạn đòi nợ thì các bạn phải đòi nợ như thế nào cho hợp lý, chứ còn các bạn đòi nợ thế này là không được. Đăng hình ảnh rồi bôi nhọ danh dự, làm ảnh hưởng đến uy tín của người khác, như vậy là sai pháp luật. Đấy các bạn ạ. Thì bây giờ là tôi sẽ cho các bạn nghe một cái đoạn ghi âm mà tôi gửi cho, tôi gọi điện cho cái số điện thoại mà đăng ở trên cái hình ấy. Đấy, tôi cho các bạn nghe nhé. Cái loa hết pin rồi. Đây, tôi bật cho các bạn nghe nhé. Tôi gọi trực tiếp luôn. Các bạn nghe xem là thằng đấy nó nói cái gì nhé. Chẳng quá. Đây. Dạ bạn ơi. Ở thấy mình để cái số trên này tên là Hùng, đang tìm cái thằng Dũng lừa đảo chiếm đoạt tài sản gì đây này. Không, nhầm. À nhầm hả? Vâng rồi. À, tưởng tìm cái thằng Dũng này đang ở đây nè. Nhầm rồi anh ơi, đâu có tiền đâu. À thế à, nhá. Các bạn thấy không? Đủ bản lĩnh bỏ con số ở trên đấy mà lại không đủ bản lĩnh để nhận. Ba cái thằng này mình nói với các bạn này, nó chỉ là mấy đứa mà mới ra trường là một, thất nghiệp rồi nên là đi làm ba cái công việc ấy là mất đức, gây nghiệp cho đời. Mấy cái thằng này mình nghĩ là chắc là ba cái thằng học hành không ra gì, đi làm ba cái việc này, ăn rồi đi ghép hình ghép ảnh người ta đăng hết lên mạng, như vậy đâu có được. Thứ nhất đấy, sai quy định nhà nước. Cái tội này mà bắt được thì xin lỗi luôn, đi tù mọt gông nhá, còn không thì cũng bị xử phạt hành chính, đúng không ạ? Tuy nhiên là để bắt được mấy đối tượng này thì cũng khá là khó. Bởi vì Facebook nó cũng ảo, rồi số điện thoại nó cũng ảo, tất tần tật nó đều ảo hết, nên là cũng khó ha. Nên là bây giờ là mình sẽ có một cái giải pháp dành cho các bạn. Trong trường hợp các bạn bị đăng hình đăng ảnh như thế này thì các bạn làm gì? Tôi nói luôn các bạn, nếu như là tôi ấy, tôi mà bị người khác đăng hình đăng ảnh ấy, tôi lấy luôn mấy cái ảnh ấy tôi đăng lên mạng luôn. Tôi bảo là có mấy cái thằng bố láo ăn không nói có, thấy không? Sống bằng không bằng con chó, nó lại lấy hình của tôi nó đăng hết lên mạng, nó vu khống cho tôi. Nên là anh em bạn bè người thân nào mà thấy những cái hình này cứ tập hợp về cho tôi để tôi xây dựng bằng chứng thì tôi gửi công an. Cái nữa là anh em đừng tin lời chúng nó, các anh em không tin cứ gọi điện thoại xem chúng nó có dám nhận không, kêu chúng nó xuống nhà đây, tôi đối chất ba mặt một lời. Thì bây giờ vay bảo người ta vay 200 triệu mà không lẽ không xuống nhà, đúng không ạ? Thì bây giờ cứ
các bạn cứ đăng hình lên, nó đăng 1 thì các bạn đăng 10. Nó đăng thì các bạn phải thanh minh chứ, không lẽ các bạn ngồi để giống như cái cối để người ta cầm chày người ta dã chọc chọc xuống, đâu có được đúng không ạ? Vậy thì mình khuyên, nếu trường hợp các bạn mà bị người ta đăng hình ấy nhá, thì các bạn tự lấy hình của mình đăng lên, đăng càng mạnh càng tốt. Hoặc là nếu có ai đó dọa nạt các bạn kêu là mày mà không thế này, mày mà không thế kia thì tao sẽ đăng hình mày lên mạng. Ok, mình phải tự đăng trước. Thế là mình nói các bạn ấy, nhà sắp bị cháy hoặc là bị người ta dọa đốt ấy, thôi ta cầm đuốc ta đốt trước đi. Nhưng mà trước khi đốt thì phải xử lý vấn đề là mang đồ đạc ra, nhưng ra ngoài nhà các bạn nhá. Đốt cháy xong thì như nhau hết đấy. Các bạn biết trước thì các bạn phải thông báo cho người thân, thông báo cho bạn bè, cho anh chị em để biết được rằng đang có một vài đối tượng xấu dọa đăng hình đăng ảnh của tôi, của mình và đăng hình đăng ảnh của các anh chị. Và nếu như gặp trường hợp này thì làm gì? Thì phải cảnh báo và báo với công an được ạ. Ít nhất là mình cứ báo công an trước. Đấy. Thế thì câu chuyện hôm nay thì mình cũng chỉ muốn nói cho các bạn biết rằng là trong cuộc sống ấy, nhiều khi chúng ta đang sống rất yên bình, tự nhiên lại có mấy cái thằng mà điên điên dở ứng gương, ăn rồi đi đòi nợ thuê một cách rẻ rách ấy, nó lên nó đăng hình của mình lên. Thì các bạn cố gắng là bình tĩnh thôi, bình tĩnh xử lý thôi. Biết tụi nó là ai, lúc đấy mà cứ lại điên lên rồi lại buồn rồi hai vợ chồng lại cãi nhau rồi sợ quá lại tự sát đi, không nên. Các bạn cần phải hiểu rõ rằng là nếu trường hợp các bạn bị, các bạn cứ bình tĩnh xử lý cho mình. Còn vấn đề gì mà khó quá không làm được hoặc là cần Hùng hỗ trợ trực tiếp thì cứ gọi. Nhiều bạn cũng bảo là gọi cho anh Hùng khó quá, không khó, các bạn cứ gọi số 1900 4686, Hùng lúc nào mà chả để trên màn hình video đúng không ạ? Rồi ở phần mô tả đấy, cứ gọi 1900 1900 4686, Hùng sẽ xử lý cho các bạn. Để nhân ngày hôm nay thì mình cũng nói với các bạn ấy, cái quy trình đòi nợ của tất cả các công ty tài chính thì nó đã thay đổi rất là nhiều rồi, nó chỉ còn giữ lại cái việc là đăng hình thôi, đăng hình đăng ảnh lên để nhằm áp lực cho chúng ta. Ai mà sợ thì chắc chắn là đi trả tiền, còn nếu mà không sợ thì thôi. Thực ra là Hùng đâu có cổ vũ cho các bạn là đi trốn nợ, quyệt nợ. Chẳng qua là trong cái thời điểm khó khăn thì các bạn tạm thời xin giãn một vài tháng, nhưng mà tụi nó không đồng ý. Đấy. Ví dụ vừa rồi là mình đã trực tiếp mình đứng ra để mình xử lý một cái việc và đối đầu với lại phòng AMC của bên thằng VIB Bank, đúng không ạ? Thì sau khi mà nhận kết quả đó xong là mình nhận một tràng các cái khủng bố luôn. Khủng bố của những cái người mà làm công tác thu hồi nợ, nhưng mà mình đâu có ngại đấu tranh đâu. Mình nói luôn mình không ngại đấu tranh. Nhưng mà mình không cần phải làm dùng beng lên làm gì. Thế nào? Và cái việc đấu tranh của mình là phải đấu tranh dựa trên cái có, và đấu tranh dựa trên cái phải bảo đảm được cái đúng pháp luật. Còn các bạn cứ nghĩ đi, bản thân Hùng mà còn chưa bảo vệ cho Hùng được thì làm sao mà Hùng đi bảo vệ các bạn được. Nhưng cho đến thời điểm bây giờ, bản thân Hùng tự bảo vệ cho mình khá là tốt. Đấy cũng là cái cơ sở để mình có thể đứng lên để mình bảo vệ cho các bạn. Nhiều bạn cứ bảo là dạo này Hùng làm video nó yếu, nó không có như ngày trước. Thực ra các bạn ơi, một khi các bạn đi càng vững ấy, thì các bạn càng làm nó vững hơn. Nó giống như là các bạn thả một hòn bi vào trong lon, các bạn lắc. Các bạn lắc nó kêu rất là to. Nhưng các bạn thả cho đầy cái lon đó, toàn bộ là bi đầy cái lon đó, các bạn thử lắc xem nó còn kêu không. Nên các bạn đừng có nói là tôi bây giờ là không có như ngày xưa. Thật các bạn ấy, để nói để chửi nhau nó dễ lắm, nhưng mà quan trọng là để được cái gì. Vấn đề là chúng ta phải tồn tại được cái đã thì mới bảo vệ cho người khác được. Bản thân anh ăn rồi ngày nào cũng bị thằng này dọa, ngày nào cũng bị thằng kia chém giết, hoặc là ngày nào cũng bị chỗ này gọi chỗ kia triệu tập thì làm sao đi bảo vệ cho người ta được. Nên là các bạn đừng có nói tôi là tôi bây giờ yếu rồi, quay đầu lại rồi, hoặc là đi theo đường an toàn rồi. Không có, tôi bữa giờ tôi chưa có cái gì thay đổi cả. Chẳng qua là tôi gọt rũa lại ngôn từ, tôi gọt rũa lại cách làm, và đặc biệt nữa là tôi biết mình đang ở đâu, đang làm gì, và tôi mong muốn là đi đường dài, chứ không phải là làm clip được vài ba hôm cái là đi Juventus rồi thì thôi, không được, đúng không ạ? Chúng ta phải xác định là chúng ta đi bền, và cái bền này là phải bền vững và đi lâu. Nên là nhiều bạn cứ bảo tôi thế này tôi thế kia, xin lỗi các bạn có hủy đăng ký kết bạn, hoặc là các bạn có không nó đăng ký tôi nữa, hoặc là các bạn thấy video của tôi chối tai thì xin lỗi thôi. Các bạn
tôi không thể chiều lòng hết tất cả mọi người được. Có những người sẽ ủng hộ tôi về cái góc độ này, nhưng mà có những người lại không ủng hộ và phản đối mãnh liệt, thì cái đấy thì chịu thôi, đúng không ạ? Thì tôi hy vọng là dù tôi có làm như thế nào thì tôi cũng mục đích một đó là tìm được cái công bằng về cho các bạn. Cái thứ hai nữa là giúp cho các bạn được. Chứ bây giờ bản thân của tôi mà không tự bảo vệ được mình, hoặc là tôi bị như thế này như thế kia, đấy thì làm sao mà tôi đi giúp các bạn được nữa. Là các bạn đừng có nói với tôi rằng là tôi bữa nay khác. Không, cái khác này là cái khác đi lên, chứ không phải là cái khác nghỉ, không phải là cái khác sướng đi xuống, đúng không ạ? Đấy là tôi muốn trao đổi với các bạn như thế. Thế còn quy trình đòi nợ thì các bạn thấy là đầu tiên thì gọi điện, cái đoạn gọi điện thì đấy, các bạn thích nghe thì nghe, không nghe thì thôi, có ai ép các bạn đâu, đúng không? Nhắn tin các bạn thích đọc thì đọc, không đọc thì các bạn xóa đi. Bởi vì nhắn tin gọi điện chẳng có cơ sở căn cứ gì, mà mình cũng chẳng biết họ là ai. Nếu mà họ tự xưng là họ là trưởng thu hồi nợ hoặc là chuyên viên thu hồi nợ không, làm sao mà tự xưng như thế được? Các anh phải mang văn bản đơn từ đến để gặp tôi thì tôi mới làm việc. Chứ còn bây giờ các bạn cứ nghe như thế, các bạn sợ, các bạn hay ở ngoài Bắc người ta thường nói là hốt đấy, là sợ đấy, còn ở trong Nam gọi là hoảng đấy, hay là gọi là hoảng hốt đấy. Đấy, các bạn cứ bình tĩnh thôi ha. Giai đoạn mà các bạn mà bị đăng hình đăng ảnh thì hồi nãy tôi đã bày các bạn xử lý rồi. Còn có một vấn đề là bây giờ hiện tại thì đòi nợ nó vẫn đi về nhà, bắt đầu các công ty thu hồi nợ, bây giờ nó lại chuyển sang mua bán nợ mới ghê chứ đấy. Nhưng mà tôi nói với các bạn là cho dù nó làm thế nào thì vẫn phải tuân thủ pháp luật. Còn hiện tại mà sống ở Việt Nam mà làm sai quy định của pháp luật thì chỉ có đi tù thôi. Các bạn nào làm ở thu hồi nợ, hoặc là các bạn mà làm công tác mà cho vay hay gì đấy, thì các bạn phải xem lại các cái bước cho vay cũng như các bước thu hồi nợ của mình, chứ tránh một ngày nào đó tiền không lấy được về còn đi tù nữa đấy. Thế rồi, video chắc là tôi làm ngắn thế này thôi. Nếu mà có vấn đề gì mà cần hỗ trợ thì các bạn cứ gọi cho tôi qua số 1900 4686. Chúc các bạn có một ngày rỗ của ông tổ của chúng ta có chung ông tổ. Chúc các bạn và bản thân của mọi người xung quanh có một ngày giỗ tổ thật là tuyệt vời. Và sau ngày giỗ tổ chúng ta lại tiếp tục với cái công việc đưa đất nước đi lên, rồi tiếp tục cái công việc làm giàu cho bản thân và mọi người, đúng không ạ? Và cảm ơn tất cả các bạn, các anh chị đã luôn yêu quý Hùng. Và nếu mà trong video không có gì, có gì đấy, trong video có gì mà không có đúng hoặc là có gì mà mất lòng các bạn thì mong các bạn bỏ qua và coi thêm nhiều video khác của Hùng. Bởi vì tùy vào cảm xúc thôi, mỗi video Hùng sẽ trình bày một cái vấn đề khác nhau mà. Có lúc thì Hùng ầm ầm lên, nhưng mà có lúc thì lại rất là hiền hòa, đúng không ạ? Thôi, một lần nữa, xin chào.